Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Tuyết Mai. Hôm nay cô và các em gặp lại nhau qua bài luyện từ và câu. Câu kể ai là gì? Trong bài này cô sẽ giới thiệu với các em hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ nhận diện và biết tác dụng của câu kể ai là gì. Phần thứ hai, chúng ta sẽ biết cấu tạo của câu kể ai là gì như thế nào. Bây giờ cô và các em cùng nhau bước qua phần thứ nhất. Cô mời các em nhìn lên đoạn văn trên. Hôm ấy, cô giáo dẫn một bạn gái vào lớp và nói với chúng tôi: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy. Các em hãy làm quen với nhau đi." Cả lớp tôi vỗ tay rào rào, đón chào người bạn mới. Diệu Chi bẽn lẽn gật đầu chào lại. Các em hãy nhìn lên đoạn văn và trong ba câu in màu đỏ phía trên, những câu nào dùng để giới thiệu, câu nào nêu nhận định về bạn Diệu Chi? Theo các em, câu nào là câu giới thiệu về bạn Diệu Chi nào? À đúng rồi, câu giới thiệu về bạn Diệu Chi là: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta." Và câu: "Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công." Còn câu nào là câu nêu nhận định về bạn Diệu Chi? À đó là câu: "Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy." Như vậy các em thấy rằng những câu dùng để giới thiệu và để nhận định thì người ta gọi chung là câu kể ai là gì. Như vậy câu kể ai là gì dùng để giới thiệu về một người hoặc một vật nào đó. Và để nhận định về người hoặc vật đó thì người ta sử dụng câu kể ai là gì. Và câu kể ai là gì được cấu tạo như thế nào? Chúng ta cùng bước qua phần 2 nhé. Trong 3 câu sau, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì? Và bộ phận nào trả lời câu hỏi là gì, là ai, là con gì? Trên đây cô có 3 câu mà chúng ta vừa tìm ra trong đoạn văn trên. Câu thứ nhất: "Đây là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta." Theo các em, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai? À, đó là từ "đây". Và bộ phận nào trả lời cho câu hỏi là gì? Là ai? Đó là Diệu Chi, bạn mới của lớp ta. Tương tự, câu thứ hai: "Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công." Vậy theo các em, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai? Đó là bạn Diệu Chi. Và bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì? Chính là học sinh cũ của trường tiểu học Thành Công. Chúng ta bước qua câu thứ ba: "Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ đấy." Vậy theo các em, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi ai? Đó là từ "bạn ấy". Và bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì chính là cụm từ "là một họa sĩ nhỏ đấy". Như vậy, ba câu vừa giới thiệu và nhận định là ba câu kể ai là gì ta đã được học. Còn bộ phận trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì chính là chủ ngữ của câu. Bộ phận trả lời cho câu hỏi là gì, là ai, là con gì là phần vị ngữ của câu. Như vậy, trong câu kể ai là gì, chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi ai, cái gì, con gì. Vị ngữ thường trả lời cho câu hỏi là gì, là cái gì, là con gì. Bây giờ cô và các em cùng nhau bước qua những bài tập để chúng ta khắc sâu hơn kiến thức nha. Như vậy chúng ta đã được học 3 kiểu câu kể: ai làm gì, ai thế nào và ai là gì. Trong 3 kiểu câu kể này thì chủ ngữ thường trả lời cho câu hỏi ai. Còn vị ngữ của câu kể ai làm gì trả lời cho câu hỏi làm gì. Vị ngữ của câu kể ai thế nào trả lời cho câu hỏi thế nào. Và vị ngữ của câu kể ai là gì trả lời cho câu hỏi là gì. Bây giờ các em hãy tìm cho cô câu kể ai là gì trong các đoạn văn dưới đây. Đoạn A:
Thì ra, đó là một thứ máy cộng trừ mà Dakan đã đặt hết tình cảm của con người vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính hiện đại. Theo các em trong đoạn này, câu kể ai là gì là câu nào? À, câu thứ nhất đó là câu thì ra đó là một thứ máy cộng trừ mà Dakan đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Và câu kể này có tác dụng gì các em? À, câu này dùng để giới thiệu về một thứ máy mới của Dakan. Còn câu nào nữa không ạ? À, câu thứ hai là câu kể ai là gì đó là câu đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Câu này có tác dụng gì đây các em? Câu này dùng để nêu nhận định về giá trị của chiếc máy tính đầu tiên. Đoạn B, sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Em hãy tìm câu kể ai là gì trong đoạn cô vừa đọc. À, đó chính là câu sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Theo các em, tác dụng của câu kể này là gì? Giới thiệu hay là nhận định đây? À, câu này nêu nhận định về giá trị của trái sầu riêng, bao hàm cả ý tính giới thiệu về loại trái cây đặc biệt của miền Nam. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong về câu kể ai là gì. Qua bài học này, các em hiểu rõ hơn tác dụng của câu kể ai là gì và nắm được cấu tạo của câu kể ai là gì. Cô mong rằng các em sẽ sử dụng nhuần nhuyễn những câu kể ai là gì để viết một đoạn văn thật là hay. Bài học đến đây kết thúc. Cô chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu trí nhớ học đường tiếp theo.